kêu gọi biểu tình trên cả nước Việt Nam nhân ngày quốc tế vì môi trường 5 tháng 6. Một bức thư ngỏ xuất hiện trên mạng đang kêu gọi người dân Việt Nam trên cả nước xuống đường biểu tình nhân ngày quốc tế vì môi trường 5 tháng 6 năm 2016. Bức thư ngỏ do tổ chức Green Trees soạn thảo xác định ngày quốc tế môi trường là ngày kỷ niệm lớn nhất về môi trường hàng năm, cho nên ngày này là dịp tốt nhất để cho người dân Việt Nam nêu lên những mối quan tâm về môi trường. Theo như bức thư ngỏ, thì các mối quan tâm này bao gồm bầu không khí đầy bụi bẩn tại Hà Nội và Sài Gòn, hàng ngàn cây xanh bị chặt vào mùa hè năm ngoái, đồng ruộng hạn hán, cá biển và mắm muối đều không còn an toàn, nỗi khó khăn của các ngư dân miền Trung không còn kế sinh nhai và vùng biển Vũng Áng bị nhiễm độc gây ra nỗi sợ hãi trên khắp các bờ biển miền Trung. Thư ngỏ xác định đã đến lúc người dân Việt Nam thúc giục nhau bảo vệ môi trường như thể bảo vệ mạng sống và cùng nhau chống lại kẻ hủy hoại môi trường như thể chống giặc ngoại xâm. Cuộc biểu tình tuần hành vào ngày Chủ nhật này sẽ có tên Vì một Việt Nam xanh cần hành động. Ban tổ chức kêu gọi mọi người tham dự cuộc biểu tình mặc trang phục có hai màu xanh lá cây và xanh dương. Thư ngỏ nêu ra một số địa điểm tập hợp cho người biểu tình tại các thành phố lớn như Hà Nội thì ở đài phun nước bờ hồ và nhà hát lớn, Sài Gòn thì ở công viên 30 tháng 4, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Đà Nẵng thì ở công viên 29 tháng 3, Hải Phòng thì ở nhà hát lớn thành phố, tại các tỉnh thì ở bất cứ đâu, với bất cứ ai có thể xuống đường với trang phục hay biểu ngữ về môi trường.